con đầu tiên. Kìa, nhìn cái mít kìa, coi chín chưa, nhiều không? Đắng không à, lát gió gì mà đâu có mưa, trời ơi gió. Muối ớt. Cái gì bé tí vậy trời? Hết gì? Cái này trời ơi, đúng một lần cắn là hết chứ. Nè mấy trái ươm ươm vàng vàng nè, há luôn đi. Cái này gì cho nó thơm. Chim ăn quá. Bạn ươm kìa kìa dưới kìa. Nè. Trong lúc chờ đợi mệt mỏi quá thì mình ăn một trái ổi, sẵn há là ổi vô để hấp ốc luôn. Lấy kéo đó, cắt ra. Kéo mà cắt được à? Được. Được. Muối đó, cái đó là muối trong chén á, móc nó. Nấu trong nhà. Ăn bảy. Mới hái. Hả? Mới bao lại không biết nữa. Không thấy chưa đó.
Ngọt chưa? Ngọt. Cay quá. Ơi cay ghê. Thao luôn Vinh ơi. Chầm trứng cá bóng tượng đẻ luôn chứ. Trứng cá hả? Trứng cá chầm quét luôn chứ đẻ. Đây bị than luôn. Rồi lên thôi lên thôi. Hành quả của mình.